Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế phá rỡ 24 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp chiếm đất do Ủy ban nhân dân thị trấn Như Quỳnh quản lý tại thôn Minh Khai. Trong đó có 6 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp làm kho chứa hàng, lán xưởng sản xuất và 18 hộ chiếm đất do Ủy ban nhân dân thị trấn quản lý để làm lán tạm. Tổng diện tích giải tỏa là trên 5.779 m². Trước khi cưỡng chế, Ủy ban nhân dân thị trấn Như Quỳnh thông báo tuyên truyền vận động các hộ có vi phạm tự giác tháo dỡ công trình. Qua đó, đã có một số hộ chấp hành tự giác tháo dỡ phần mái và di chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu ra khỏi vị trí vi phạm. Tuy nhiên, các hộ chưa thực hiện tháo dỡ triệt để, với sự chỉ đạo quyết liệt của thị trấn Như Quỳnh đã hoàn thành việc cưỡng chế phá dỡ toàn bộ phần công trình đối với các trường hợp vi phạm.